sao nó chờ cái game nó lâu vãi à? Nếu hiểu. Không biết là đau như nó loát link như nào mà chờ từ nãy giờ mình vẫn chưa chờ được. Ok. Ok thì mình nhớ là cái nhiệm vụ này nó phải đi đâu nhỉ? Cứ nhặt cái này rồi mang đi bán. Nói chung không cần dùng đến. Cho nên là kệ con mẹ ông nó. Ủa có đồ xanh kìa. Bán cái này này. Cái này không dùng. Ô, oh, fuck. Búa không dùng này. Ok. Ui, cái này ui. Phải. Con em mua không nhỉ? Mưa. Ok. Con em mua không ha? Mình nên mua. À rồi, cái này. Ok, chưa chưa nên mua đâu. Mình vẫn chưa nên mua vội. Cần sửa lại đồ. Rồi xem nào, create nai có được hai cái nai mốt này, nai mốt thì cần phải ba siêu. Ui ơi lắm, hàng ấy vẫn chưa nhặt được. Ok thì mình sẽ sử dụng cái này. À từ từ. Đấy. Rồi, hàng ta nhìn. Ui rồi. Ok. Vòng lên này ui xa phết nhỉ. Hiện cái bản đồ phát nào. Tao cần nhìn đồ một tí. Sorry. Ok đi đâu ấy? Ok thì vào cái đường cũ này là không thấy Sida đấy nhở? Lắm tòm quá. Oh fuck, nhầm đường. Sorry. Ha, chúng ta vào trong này, ngon. Mình cần phải dọn sạch mấy cái con giom này bằng cách là nghiến trên người nó. Ok, xong rồi. Nào bạn trẻ nào muốn đứng dậy rồi. Ok. Rồi xem nào. Ui, cái gì đây? Một cái này level 3 thôi cứ nhặt vậy, nhặt mang đi nhà nhặt mang về bán thì sẽ được nhiều đồ. Nhờn. Mày dậy không? À không, mày bị nghiến chết. Ok, nhìn đẹp phết.
Rồi rồi. Nằm đấy đi em. Một con dao. Cứ kệ vậy, nhặt về mang về bán. Ok, thì chắc đây là nhiệm vụ. À chết 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 chết. Có cái bình xăng ở gần ngay đây đâu nhở? Ờ hello bình xăng. Đây là bình xăng may mắn. Mình sẽ cần có bình xăng vì bình xăng rất là tiện lợi vì có rất là nhiều dòng. Ôi rồi. Hơi nặng tí đi chậm nữa. Ủa nhìn đẹp vãi cái đài phun nước của nó. Đúng đài phun nước mẹ chỗ này. Khu du lịch có khác. Hình như đây là trung tâm nhỉ. Ok. Đúng rồi trung tâm. Mẹ ngoài trời mưa mình sợ mất điện lắm. Chờ tao xử xong con này tao sẽ ra xử mày. Ờ rồi đi. Chúng ta sẽ đi tiếp. Mong là đừng gặp anh nào ấy, em manh động. Ok gặp một con thắc. À nhầm hai con thắc. Ủa ơi. Ok. Hai bạn trẻ vẫn kiểu tao còn phờ dô lắm. Phờ dô không mày? Ủa lắm tiền ấy. Ok, mình sẽ nên chuyển vũ khí nhanh. Không tí là vỡ mồm ấy. Ở nhặt cái khác ở đâu nhở? Where? Ở hiểu. Đi vào đây. Ok. Kiểu này lại phải chờ lâu rồi. Chờ hơi lâu tí. Ok thì nhanh phết nhở, với mình chờ lâu vãi lì nữa. Ok thì chúng ta sẽ đi vào kiểu vào đây trong đây rất là nhiều zombie. Ok đấy trong đây mẹ hàng đống rom này mình ghê vãi lì chưa. Oh hello. Hello anh. Em không có thời gian nhặt tiền cùng anh. Khỏe không anh? Ủa lắm nè. Farm kinh nghiệm sướng quá. À từ từ. Mình nên cộng nhanh. Rồi đủ một cái nữa rồi ấy. Có bạn trẻ nào? Ủa hello bạn trẻ. Tao đạp mày để. À, giờ thì mình chờ hồi đem tin nữa. Ui giời. Ôi giời ơi.
phối đèn pin nhanh. Ok thì được cái đèn pin đấy. Hello. Ok thế đi xuống đây à? Ok. 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 Mẹ giọng của cái nhân vật này còn kinh hơn cả giọng Rom. Ok, hello anh Thắc. Chờ em tí anh ơi, em tìm bình xăng anh ơi. Em không có thời gian đánh với anh đâu. Với lại em còn phải đi xử mấy cái con nhít nhít như này này. Xử mấy con nhít nhít mẹ không nó đứng dậy vỡ mồm ấy. Ô ui, từ từ chờ mình tí, nhặt được một cái rìu. Rìu where is rìu? À here. À không, à búa ấy. Búa này, ui, nhìn búa. Ui, khỏe vãi. Đừng bạn trẻ làm anh động nhá. Không có cửa mày làm cho tao giật mình không? Lại một cái búa nữa. Ok, kệ đi. Ok, gặp thằng điên kìa. Hello anh. Bịt mẹ mày. Ok, nhặt vào đây cũng nhặt được khá đồ ấy nhỉ. Con mẹ mày. Ô bàn chế tạo hay quá. Ui được cái nine mode rồi. Nine mode mình sẽ create vào cái nào nhở? Thôi kệ đi, cứ vào đánh xong bọn kia mình nên sửa lại một số đồ. Ok. Ui đông ê. Ui đông vãi lìn. Đông với tao. Đông ơi, tao cho mày hít nước nhá. Đứng dậy. Để tao thử ông này á. Ui đông ê. Gì không? Lại một cái cờ lê trong đấy cũng nhặt được lắm đồ phết nhỉ. Mày nhờn nhờn với tao. Hello anh trai. Bà chị. Thử con bên này trước. Rồi.
chúng mày đông nè mày. Đúng là trong khách sạn làm. Ủa rồi. Còn dậy được nữa à? À, ok, mày lên đây, tao tiếp mày luôn, tiếp đãi luôn, như một vị khách luôn. Mày nữa. Đã làm đầu của tao mẹ sắp hỏng rồi, tao bắt đền mày. Ok, hơi mệt tí nhỉ. À, thôi kệ. Chỗ này hơi đông so với trí tưởng tượng của mình. Hello em. Ủa ơi, ui rồi. Con mẹ mày. Còn mẹ ông nó. Có lon nước à, có bánh kẹo rồi. Lại được tăng máu. Ok, đi lấy cái thằng kia cái bơm máu à? Chết mẹ, lại phải đấu với thằng Thác rồi. Lại đây, come here please. Fuck you. Come ủa, ủa ơi. Đi, đi. Một tay. Đập vào tay kia. Ủa. Còn mẹ nó đập mình á. Còn khốn này. Ui. Ui gần chết phai này. Con điếm này. Ok em xin lỗi anh ơi. Anh ơi con mẹ anh. Anh em phải chơi kiểu đếm này hả? À, về mày gãy tay rồi. Ra nào. Ra đây. Còn một phát nữa. Đập vô đầu. Đấu với tao à? Mày không có cửa hiểu không? Rồi thôi thôi mày đi chết đi. Nói gì mà mày ấp áo cũng vô sinh lý à? Ok. Hello mấy bạn trẻ ra đây em tiếp ạ. Còn mẹ mày ạ. Đéo có tiền để giả mẹ người ta đánh người ta tẩn nhưng mà một trận này. Ui các bé từ từ, các bé từ từ.
Từ từ các bé nhá. Nhanh mẹ tao mua nước nào. Sắp chết rồi. Tiền thiếu có đấy kì. Oh hello, come here man. Come here. Có cái bánh nào không nhỉ? Ok đây. Vào đây mẹ tốn máu, tốn sức, tốn hơi. Oh hello. Đồ hỏng giết được người hiểu không? À hello. Mày từ 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 á con mẹ mày, đánh tao không ngon đâu. Hello anh, chờ em uống xong nước á, em ra em xử anh liền. Ok mình nên lấy con vào, ủa level 10 cơ đấy, lấy cái này thay vào nhanh chứ không có thời, không có đủ đồ. Tối đấy các bé cứ ở đấy nhá. À hello con mẹ mày, come here man. Ai con dao nữa à? Con dao thì mình nên đổi vào này. Từ từ tao mẹ thử xong này đã rồi ok. Lại nghe tiếng thắc đấy. À, đường này à? Ok. Ố bản chế tạo ngon. Chỉ những thứ mà mình cần dùng cái này này, cái này rồi ok. Ok thì bây giờ đi đâu? À từ từ. Đàm à? Thôi nghỉ. Tao lấy cái này còn khỏe hơn nhá. Đâu các bé đâu? Hello bé. Thôi anh Tháp, anh Tháp, anh Tháp chờ em tí nhá. Mày mẹ bị ăn đòn chưa kinh à?
Xem hồi thôi á. Con mẹ mày. Thằng bố mày, tao đập vào đầu mày. Đứng rên làm gì? Kinh vãi lều. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Đừng có thế em ạ. Ok. Chờ em tí anh này. Đừng 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 ép góc. Yeah. Đừng ép góc em này. Anh không thích ép góc à. Molotov ngon cái mod. Mình nên cộng vào này. Ô hỏng đồ à? Ok đồ hỏng nào. Chiến thuật cả. Fuck you. Đánh máy tính phát. Ta tít 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 tít. Ok, sao mình kịp đánh máy tính á. Tít 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 tít. Ok. Ủa ơi, giật cả mình con. Mẹ mày đó. Làm bố mày giật mình không có cửa. Mẹ tội lớn làm bố mày giật mình à. Con mày. Làm bố mày giật mình. Đưa tiền lại. Nên mở nốt cái này này. Ok còn gì nữa nhở. Đây là đéo ngon đâu. Ok. Đánh cái máy tính bên này à. Ok. Ủa cái thằng gì mẹ đồ ấy. Đồ vãi này. Nhìn này. Ủa. Ui dồi. What the fuck. Wow. Ồ lắm cái có gì không. Ok thì ok thì chúng ta đã làm xong nhiệm vụ mình nên cần phải sửa đồ. Ok. Ta sửa đồ xong rồi. Bây giờ chắc là đi ra đi ra lấy cái xe ở dưới kia. Ui. Nghe tiếng rộm đéo ngon rồi. Đã đến lúc phải dùng Molotov. Từ từ. Đúng rồi Thanh, right. Mẹ ơi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Tự nhiên mày chết, đéo hiểu. Ok. Mày chết càng tốt. Còn mày nữa. Ui giời, giật cam mình. Làm bố hay giật mình là không ấy đâu. Yeah. Ui 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 ui. What the fuck. Ui. What. Wow. Zombie biết tránh. What the. Wow.
Ok. Do biết tránh. Wow. Mình cũng đéo hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà vào trong cái nhà đấy mẹ. Công nhận nhà đấy lắm rồi. Mà ông hai cái ông kia vẫn còn sống nhỉ. Hai ông đấy sống ấy rồi thì nó có vẻ hơi lâu tí nhẹ. Cái lúc tao quay mày lại cửa trường. À không. Ủa, máy bay, máy bay, máy bay. Ui, máy bay. Tao xe máy bay. Đừng có sở chúng tao nhá. Tao xe máy bay là mày đừng có sở chúng. Ao. Con mẹ đánh tao. Tao đang xe máy bay mày cứ giở trứng à nào nhỉ? Đưa tiền đây. Ôm ông kìa. Vớ vẩn. Bố láo ăn cắp. Áo ơ. Con mẹ mày đánh bố mày. Ok thì chúng ta phải lái xe này à, ha. Ok. Nhưng mà cái xe này công nhận chậm chậm thật, chậm thì chậm thật. Hello em. Chắn đường anh là không ngon đâu em ạ. Có nhiều bạn trẻ muốn đi nhờ ấy. Ok, muốn đi nhờ là không ngon đâu. Ủa ơi, tí nữa mẹ va chạm. Mày. Ui giời ơi. Ok, thế lái này về nhà cũng được. Mẹ mày một mình ngày bắt tao vào trong nhà đấy lấy mức xe. Đấm chết con mẹ mày rồi. Ok thì đã được một cái xe. Mình không biết lấy cái xe để làm deck gì nữa. Một nghìn năm XF này. Ok thì mình sẽ zin dừng video tại đây. Xin chào mọi người, hẹn mọi người trong phần sau của Deadline. À từ từ là bán đồ á. Ấy dồi, à thôi kệ nó đi. Tiền anh nhiều. Ao ao ao. Vướng 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 vướng. Cái đường bé tí. Ôi đầu tím, ui, ngon, tao mua mày, tao mua cái này, từ từ bán, rồi ra bán luôn đi. Rồi, cái này bán này, cái này bán này. Cái nào bán nữa nhỉ? Thôi nhưng cái này bán này. Cái level 5 mình bán này. Những cái level 5 mình bán luôn đi. Bắt đầu từ level 6 mình dùng. Mua nào nhỉ? Chơi quả này cho phê. Ok. Thế thì mình sẽ dùng cái này, lắp vào cái nine mode. Rồi. Upgrade. No. Ta đang create nine mode à? Ờ, đọc thêm đọc. Ui.
Ui, thôi, mình sẽ dừng video ở đây.